Chào mọi người nhá. Hôm nay ra xem hai em cút này, ra thăm em cút mình nuôi này. Bây giờ mình thấy nó đẻ được 3 quả trứng nha mọi người. Mọi người thấy trong này không? Thấy trứng trong này không? Đẻ được 3 quả nhưng mà nó không đẻ vào một chỗ, nó đẻ lung tung hết. Bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nhé. Đây mọi người, mình đã lấy ra này 3 quả trứng cút nha mọi người. Trứng chim cút nha. Đây. Mình bỏ nó gần 1 tuần nay mình không vào xem, không vào chăm sóc nó. Hôm nay ra xem, ra thăm nó. Để được 3 quả nhá. Hình như là có một con này nó chạy giống vào hình như vỡ rồi. Quả này vỡ rồi. Mà còn 2 quả còn tốt. Đây. Chinh chinh cút nha, để trong AV. AV mini.